Kinh, đất Bà Rịa, tại Gia Rẽ, Phan Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang đứng thuộc là Lan Anh 2 của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa anh chị nha. Hôm nay em có sản phẩm là rất là ngọt nha anh chị, khu dân cư đông đúc hiện hữu anh chị nha. Ở này là bên này là cái của Lan Anh 5 nha, Lan Anh nha anh chị. Đó. À, toàn khu nhà ở san sát luôn, đường vừa vỉa hè, điện nước đầy đủ anh chị nha. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm là một miếng đất nha anh chị. Đó, rất là ngọt nha. À, đến ngày chính này là phải công chứng anh chị nha, thì anh chị nào mà thích thì liên hệ trước cái ngày công chứng anh chị nha. Đây khu dân cư nè, nói chung là cũng còn thưa nhưng mà cũng có dân rồi anh chị nha. Đây cái đất mình đây hiện tại rất là ngọt luôn, xung quanh này toàn tỷ tư tỷ rưỡi hết rồi. Nhưng mà giờ chủ quán chỉ có là mà 907 thôi anh chị nha. Từ đây nè, qua bên này thì cái này là có cái vướng cái cống này anh chị nha, nhưng mà có bên cái má thôi. Đó, thì sau vô là 5x20 nha, có lối thoát hiểm anh chị nha. Đó, thì anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đó, cái này là giá chỉ có là 907 thôi anh chị nha, xung quanh là toàn bộ là 1.4 tỷ, 1.5 tỷ hết rồi nha anh chị, có lô 1.7 tỷ. Thì anh chị nào ở trong này em cũng có rất nhiều sản phẩm, thì anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. Đây vị trí mình được cái gần là đây, đi ra quốc lộ 56 là đi khoảng độ chưa đến 500m là tới quốc lộ 56 rồi anh chị nha. Về trung tâm thành phố Bà Rịa là đi khoảng độ 6 đến 7 km nha anh chị. Rồi anh chị nào thích thì liên hệ cho em nha. Full thổ cư nha anh chị nha, full thổ cư nha, 100% thổ cư, sổ riêng nha nha anh chị. Công chứng thoải mái nha. Cái này ra sổ lâu rồi anh chị nha, ra năm 20 mấy tới giờ. Rồi anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em, bên đó cũng khu dân cư ở đây rồi nha anh chị. Xe ô tô cái thứ này đầy đây nè. Rồi hướng này là hướng đông nam mát mã anh chị nha, quên lộ hướng bắc anh chị nha, em nhầm. Đó, đây là hướng bắc, thì anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha.